Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và hôm nay sẽ là video review về một chiếc bồn ngâm chân tới từ Kingtech có mã là BM400. Chắc hẳn nhiều anh em sẽ tự hỏi là tại sao chúng ta phải bỏ tiền mua bồn ngâm chân, trong khi đó chỉ cần ra chợ mua một cái chậu về đổ nước cho thảo dược vào ngâm chân thoải mái luôn. Thì mời các bạn cùng mình theo dõi video để hiểu hết vấn đề này nhá. Và tất nhiên mua em này về cũng sẽ đi kèm theo nhiều tính năng mà chiếc chậu các bạn mua ở ngoài chợ sẽ không có. Chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu đi tìm hiểu. Mình là Công tới từ ReviewOS. Nếu như các bạn đang quan tâm em này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhá. Đầu tiên ở trong video thì mình sẽ cùng các bạn nói về thiết kế. Đây sẽ là thiết kế theo dạng một chiếc chậu ngâm, có nghĩa là chúng ta sẽ có phần dưới để chứa nước này và tất cả hệ thống máy móc đặt ở phía dưới này. Còn phần bảng điều khiển của bạn sẽ đặt ở ngay phía trên. Và cái điểm mình thích với em BM400 này là chúng ta sẽ có tiếng Việt ở trên bảng điều khiển, vì vậy rất là dễ sử dụng. Những cái tính năng hay bật tắt của chúng ta thì đều có ở đây hết. Ở ngay phía dưới màn hình sẽ có thêm mấy cái đèn báo để biểu thị cho bạn biết là đang sử dụng chế độ nào. Còn cái phần màn hình này sẽ dùng để báo nhiệt độ bên trong chậu cũng như nhiệt độ các bạn đã set cho chậu. Về mặt chất liệu thì Kingtech BM400 được cấu tạo từ nhựa ABS, vì vậy em này sẽ có độ bền cao cũng như là chống được việc rò rỉ nước khi bạn sử dụng. Đồng thời nhựa mang lại một yếu tố mình rất thích, đó là trọng lượng của em nó nhẹ. Đây, như các bạn thấy này, mình cầm ở trên tay chắc chỉ cần cỡ khoảng 3 ngón tay. Đấy, đó là mình giữ được luôn. Cực kỳ nhẹ tới mức độ như vậy mà. Sau khi các bạn đã đổ nước đi rồi thì bạn có thể dễ dàng di chuyển nó trong cả nhà của mình luôn mà không phải sợ vấn đề về cân nặng. Hay còn nói về mặt độ bền thì tất nhiên mua một cái đồ cho gia đình ai cũng mong nó bền bỉ nhất. Mà các bạn nhìn những cái chậu nhựa của chúng ta đi, nó bền như thế nào thì em này cũng sẽ mang lại cho bạn chất lượng như vậy. Bây giờ thì mình sẽ zoom kỹ hơn vào dưới này để chỉ cho các bạn những cái thiết kế và những bộ phận ở phía dưới nhá. Ở ngay phía trên này của chúng ta sẽ là khu vực tạo nhiệt này, ở phía dưới sẽ là đèn hồng ngoại. Và các bạn thấy hai cái giải hai bên này không? Đây sẽ là hai giải để sục khí và tạo bong bóng. Còn ở phía dưới này sẽ là điều thú vị, đó là nơi để các bạn đặt thảo dược vào đây, đặt thuốc bắc vào chúng ta ngâm chân. Đấy, sau khi bạn đặt vào xong thì bạn lắp vào. Cái điều này rất là hay bởi vì sẽ không sợ là thuốc bắc của bạn nó bị rơi ra trong quá trình ngâm chân. Tất cả nằm gọn ở bên trong này. Và cái đá ở dưới này là sử dụng để mài gót chân nhá. Bạn dùng để tẩy tế bào chết này kia ở gót chân rất là hiệu quả. Thêm nữa là chúng ta đang có ở đây tổng cộng là 22 con lăn ở phía hai bên. Và khi chúng ta đặt chân lên 22 con lăn này, nó sẽ như kiểu các bạn bấm huyệt liên tục ở trên chân vậy. Mời các bạn cùng mình sang phần tiếp theo, đó chính là sử dụng và trải nghiệm. Để bắt đầu phần này thì mình sẽ cùng các bạn trực tiếp ngâm chân vào em này cũng như hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản nhá. Đầu tiên là các bạn sẽ đổ nước cho mình, sẽ có vạch nước ở đây. Chúng ta đổ nước làm sao nằm giữa vạch min và vạch max. Và lưu ý không bao giờ được bật thiết bị trước khi đổ nước. Đây này, không dùng thiết bị khi không có nước. Rồi là trong quá trình sử dụng thì có thể các bạn sẽ làm nước bắn ở xung quanh nhà, nên nếu như bạn nào cẩn thận có thể là kê em này ở trên một cái miếng rẻ lớn nhá. Còn ở đây là mình quay video nên chắc là mình sẽ bỏ qua cái bước đó, tí mình lau nhà cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn cách sử dụng này. Đầu tiên là bật ở đây, bấm vào để bật lên. Nhiệt độ sẽ là 30 độ C. Đây là cái mức nhiệt mà đang được set cho nước. Bây giờ bạn muốn chỉnh lên thì bấm mình phần nhiệt độ ở đây. Nhiệt độ được điều chỉnh đang là 43 độ này, 44, 45, 46, 47, 48. Như vậy nhiệt độ cao nhất thể đun được ở trên em bồn này là 48 độ. Và bạn có thể tùy chỉnh xuống mức thấp hơn tùy theo nhu cầu của bạn. Đối với bản thân Công ấy thì 38 độ là hợp lý rồi. Và sau đó bạn dùng thêm cho mình chế độ hồng ngoại và sục khí. Đó, bấm một lần để bật hồng ngoại. Bấm lần nữa để bật sục khí. Và bấm một lần nữa để bật cả hồng ngoại và sục khí. Bình thường thì mình sẽ dùng một mình chế độ sục khí thôi. Trông giống như bể cá ấy nhờ. Và tiếp tục là chế độ rung cao tần ở đây. Như các bạn thấy là khi mình kích hoạt chế độ nào thì đèn của chế độ đó sẽ sáng lên 1, 2, 3, báo hiệu là mình bật đủ cả 3 chế độ đun này, hồng ngoại sục khí này và chế độ rung. Như vậy là mình đã có một chiếc bồn để ngâm chân rồi. Thì nhiệt độ của nước hiện tại sẽ được hiển thị ở đây, tức là 30 độ. Và khi nước của chúng ta đun tới đâu nhiệt độ sẽ tăng tới đó. Bây giờ thì mình đưa chân vào nhá. Hiện tại của mình đã là 32 độ rồi, đun rất là nhanh đúng không? Và thực sự cái tính năng đun nước này làm cho mình cảm thấy cái em này nó đáng tiền. Ví dụ các bạn sử dụng chậu ngâm bình thường, bạn phải đun nước ngoài này, rồi khi các bạn đổ vào đây bạn lại phải canh nhiệt độ làm sao cho phù hợp, và đôi khi không cẩn thận có thể bị bỏng tay. Nhưng mà với em bồn ngâm chân của Kingtech này thì nó quá an toàn đi. Chúng ta đổ nước bình thường vào, sau đó bạn đun lên, nhiệt độ kiểm soát từng độ một thế này thì có gì mà lo nữa. Chỉ có một điểm mình hơi tiếc ở trên cái bồn này là chúng ta không có bất kỳ một cái van để xả nước nào cả. Cách duy nhất để đổ nước ra ngoài là mình lộn ngược cả cái bồn này lên mỗi lần mà mình đổ.
Nói về trải nghiệm khi sử dụng bồn ngâm chân Kingtech BM400 thì mình thấy rằng em này mang lại cho mình khả năng thư giãn rất là tốt. Sau khi mình ngâm chân vào đây thì ngay lập tức nước của mình sẽ làm ấm chỉ trong vòng vài phút thôi. Đun từ nước bình thường thành nước ấm chỉ trong vài phút nhá. Công suất đun của nó rất là nhanh, vì vậy bạn sẽ không phải tốn thời gian chờ quá là lâu. Và đồng thời sự thư giãn của mình sẽ tới từ rất nhiều yếu tố. Yếu tố như kiểu được tạo khí này, chúng ta sục khí liên tục như vậy bàn chân của bạn cảm giác được nâng niu. Rồi là yếu tố nhiệt độ cũng sẽ là một cái tạo nên sự thư giãn. Và một điểm không thể quên đó là những con lăn ở phía dưới này. Nó tạo cảm giác như kiểu chân bạn được bấm huyệt liên tục ấy. Vì vậy rất là tốt cho việc lưu thông khí huyết ở dưới chân. Và mỗi lần mà mình ngâm chân xong thì mình cảm giác như kiểu mình trút đi rất là nhiều gánh nặng ở đôi chân của mình. Hoặc là hôm nào đôi chân của bạn phải làm việc quá nhiều như là đứng quá nhiều chẳng hạn, thì tối về nhà các bạn ngâm chân như vậy cũng rất là hiệu quả. Rồi là khi chúng ta thêm một chút thảo dược ở phía dưới này, cái ngăn thuốc bắc nãy mình đã chỉ đấy, thì các bạn sẽ càng có hiệu quả cao hơn. Bởi vì trong môi trường nước ấm và được khuếch tán thuốc nhanh như vậy thì thuốc sẽ ngấm vào chân của bạn tốt hơn. Tất nhiên là với những người trẻ như mình thì mình chưa có nhu cầu ngâm thuốc bắc lắm. Đối với mình chỉ cần ngâm nước thôi cũng đã đủ rồi. Còn cái miếng đá trà gót chân ở phía dưới này sẽ phù hợp với những bạn nào chúng ta có nhiều da chết ở gót chân. Thì trong quá trình ngâm chân chúng ta có thể tranh thủ trà luôn để từ đó đánh bay những cái tế bào chết đi. Sau đó bạn sẽ có một chiếc gót chân sạch sẽ, hồng hào. Và khi trải nghiệm chiếc bồn ngâm chân Kingtech BM400 này thì ngoài những điều mình vừa chia sẻ ra, các bạn còn có thêm cả dung cao tần nữa. Nghe thì có vẻ nó không hiệu quả lắm nhưng mà khi sử dụng thấy cũng khá là hiệu quả. Chế độ dung này làm cho đôi chân của mình cảm giác hơi di chuyển nhẹ một tí và điều này giúp cho bấm huyệt tốt hơn, cũng như là đôi chân của mình cảm giác liên tục thư giãn và thoải mái. Và để kết thúc phần trải nghiệm này thì mình sẽ nói về sự an toàn. Như các bạn thấy là chúng ta đang có một cái dây điện 220 được cắm trực tiếp vào. Nhiều bạn cũng sẽ lo ngại rằng là không biết có vấn đề gì về điện không. Thì sau mấy lần trải nghiệm gần đây mình thấy rằng có vẻ em nó khá là an toàn và không có bất kỳ một dòng điện nào dò bên trong nước hết. Mình không có cảm giác bị giật chân hay bị tê chân hay bất kỳ một cái gì cả. Chỉ có điều là nếu như nước đang đun thì các bạn tránh cho mình cái khu vực đun nhiệt này ra. Nếu như bạn để chân quá gần thì bạn có cảm giác nó hơi nóng một tí. Và để đảm bảo an toàn cho người già ở trong nhà hay là trẻ nhỏ trong nhà thì thời gian hoạt động tối đa của bồn ngâm chân là 60 phút. Sau 60 phút sẽ tự động tắt đi để đảm bảo an toàn. Và các bạn cũng lưu ý giúp mình là sau khi dùng xong thì nhớ bỏ nước đi và rút dây điện ra nhá. Tới đây thì Công sẽ kết thúc video nhá. Và các bạn thấy sao về chiếc bồn ngâm chân tới từ Kingtech này thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Và các bạn đã thấy được sự ưu việt của em nó so với chậu thông thường hay chưa thì cũng cho mình biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.